Chào các bác đã quay trở lại với công ty máy phát điện Hà Nam nhá. Tiếp tục với các chương trình máy phát điện này thì hôm nay em Tiến lại xin gửi đến quý chị và các bạn một số cái máy phát điện bên em đang phân phối đây ạ. Cũng như là báo giá chi tiết từng máy cho quý cô bác và anh chị và các bạn để tham khảo cái dòng máy máy phát điện mà bên em đang phân phối. Thì bên em đang phân phối cái dòng máy phát điện máy dạng khung này của Shirawa cũng như là của Enzo. Máy thì còn nguyên zin nguyên bản 100% nhá. Chưa qua sửa chữa hay là bất cứ động chạm bất cứ cái gì cả. Máy còn zin nguyên bản từ bên Nhật nhập về hết. Đấy. Phần lốc máy thì các bác có vẻ là nhìn nó hơi cũ tí tô nhưng mà bọn em để nguyên zin nguyên si hết. Không động chạm bất cứ một cái gì cả, từ con tem cho đến tất cả mọi thứ, cái nước sơn không động chạm một cái gì luôn. Đấy thì có thể là hình thức nhìn hơi xước xát tí. Thì cái này nó không tránh được. Đấy thì đây là con Denso này. Đấy, con Denso 2600 này. Thì toàn bộ máy bên em đã được lên điện phổ thông Việt Nam nhá, điện 220 nhá. Tần số là 50 nhạc nhá. Đấy, thoải mái cho các bác dùng những cái loại dòng máy khung này mà 2.6 thì các bác thoải mái cho các bác dùng điện gia đình. Chạy điều hòa 12.000 PTU rồi là thắp sáng nóng lạnh nồi cơm siêu nước bếp từ các thứ luôn. Đấy. Rất là thoải mái cho các bác, thoải mái sự lựa chọn cho các bác nhé. Đấy thì em báo giá trực tiếp luôn cho các bác xem thêm video để các bác tham khảo này. Đầu tiên là mình em Shirawa này. Em này EG là 2600 2.6 nhá. Đấy, từ lốc máy các thứ chân máy nó rất là khô luôn nhá các bác nhìn này. Đấy, rất là khô, rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Em này có giá là 8 triệu các bác nhá. Tiếp đến ngay cạnh là một em Shirawa. Em này thì giá rẻ hơn một chút, 7.500.000. Đấy. Đây, 7.500.000. Máy chạy từ 0.5 cho đến 0.7 một lít xăng trên 1 tiếng, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Tiếp đến là một em Denso. Đây. Điện đã lên 220. Tần số 50 Hz. Cũng là 2.6. Em này có giá 8 triệu. Đấy. Tiếp đến với em Denso. Màu xanh than. Đấy. Em này có giá là đi 7.500.000. Màu sơn em này thì nó hơi cũ tí nên là giá nó cũng thấp xuống một chút. Còn em này cũng là em Denso. Đấy. EGR 2600. Đấy. Đây nhá. Đấy. Cũng có giá là 7.500.000. Thì các bác có nhu cầu về các dòng máy phát điện dạng khung này thì có thể liên hệ em sau số điện thoại 0967128 39, hoặc có thể liên hệ cái số điện thoại em đang quay trên màn hình đấy ạ, một trong ba số điện thoại này. Các bác mua hàng thì em nhận ship cốt toàn quốc, đặt cọc trước 500 thì bọn em sẽ chuyển máy và test tải các thứ cũng như là ngon lành cho các bác để các bác yên tâm sử dụng. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, công ty máy phát điện Hà Nam nhá, rất là nhiều máy luôn nhá. Thì quay video lên cho các bác một số cái máy bên em đang đang có đấy nhá. Em chào các bác nhá.